Rau là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình. Để chọn những bó rau sạch đảm bảo chất lượng, nhiều gia đình phải tìm đến các siêu thị, cửa hàng chuyên bán rau sạch để mua. Thế nhưng, con đường rau sạch đến với những mâm cơm người thu nhập thấp hiện vẫn còn là điều khó. Vì giá các loại rau bán trong siêu thị hay các cửa hàng rau sạch hiện khá cao. Người thu nhập thấp hoặc trung bình thường chấp nhận mua các loại rau không rõ nguồn gốc dù biết là không an toàn. Cũng như nhiều công nhân khác, với mức lương 4 triệu đồng một tháng, cả tăng ca, người phụ nữ này chấp nhận đến các khu chợ công nhân để mua rau. Dù không yên tâm về chất lượng thực phẩm, nhưng có lẽ đây là lựa chọn duy nhất, vì chỉ ở đây hàng hóa mới bán rẻ phù hợp với túi tiền của chị. Thậm chí khi đi chợ, những người lao động nghèo cũng phải chọn thời điểm cuối buổi chiều, vì khi đó giá sẽ rẻ hơn buổi sáng khá nhiều. Không có yên tâm lắm, tại vì nhưng mà biết làm sao bây giờ, về tài chính thì không có đủ. Em thì cũng lo lắng, nhưng mà tại vì vấn đề về tài chính thì em cũng, cái này là do kẹt tiền thì cũng phải bắt việc dùng thôi. Nếu mà an toàn thì ở trong siêu thị thì đương nhiên là an toàn hơn mà chị. Ở đây thì gọi là rau bẩn và nhiều chứ không có rau sạch đâu. Thì chị cũng phải mua ở chợ này thôi, chưa biết mua ở đâu, có biết là rau nào sạch, rau nào bẩn đâu. Nhưng mà về phải ngâm muối rửa sạch thôi chứ biết sao đâu. Ăn uống thì đồng lương của em thì đủ, nhưng mà nếu như mà tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền ăn thì đủ, mà tiền học thì không đủ. Câu chuyện về rau nhặt từ đống rác, sau đó đem bán lại tại các chợ dành cho công nhân là điều tưởng chừng như không thể. Nhưng đây lại là một điều hoàn toàn có thật đang diễn ra hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Những mớ rau nhặt từ bãi rác này bán công khai ngay tại mặt chợ mà không ai kiểm soát. Còn những người thu nhập thấp thì mua với tâm lý rau rẻ mà không hề biết nguồn gốc rau mà mình đang mua như thế nào. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh 6 giờ sáng, những người đi nhặt rau từ rác đã xuất hiện. Những phế phẩm rau củ quả của các chủ cửa hàng đổ đi vì bị ôi thiêu sau một đêm đều được các người này thu lượm, và ai cũng hiểu đây là rau không thể dùng được nữa. Cải thì một bao 50 kg, mình chặt ra thì nó còn được 35 kg. Ví dụ như một ngày em nhận được thu vô được 3 tấn bắp cải, trung bình số lượng bán hàng sạch ra thì được khoảng 2 tấn. Cái hàng mà bỏ thì được khoảng 1 tấn. Bút đi thì có con vợ sở vệ sinh đó gom, chứ còn mà thì mở bịch, các khi mở bịch cho phát hiện chứ thì hư phải đâu có hàng đó, đâu có tiêu dùng được, nó độc hại tới người ta sao tan được. Hành khô, rau, củ, quả đã nát, thối, bốc mùi, nhưng những người này vẫn nhanh chóng lượm lại và cho vào bao tải, túi ni lông. Bất kể chỗ nào có rác là chỗ đó có người mới và móc. Người phụ nữ này đi khắp bãi rác để nhặt các loại rau củ bẩn. Sau một buổi sáng, rau củ bẩn được tập trung về một góc chợ là sơ chế qua. Khoảng 10 giờ trưa, chiến lợi phẩm đã sẵn sàng đi tiêu thụ. Chúng được bảo quản trong thùng xốp cùng tấm bao tải đen bẩn. 16 giờ 30 phút chiều, số hàng được di chuyển đến các khu chợ tự phát dành cho công nhân tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để tiêu thụ với 12.000 đồng đến 15.000 đồng trên 1 kg khoai nhặt. Và xung quanh là ruồi bâu liên tục vì khoai vẫn còn mùi rác. Đây là khoai cũ, người ta đi chợ đâm mua ít vậy thôi chứ. Cũ thì khoai cũ. Ta đi chợ bữa nào ta bán cho công nhân, công nhân 5 kg ta bán hết rồi. Với hàng chục người nhặt rau từ bãi rác để bán mỗi ngày, một lượng rau bẩn khá lớn đang có mặt tại các chợ dành cho công nhân hay người thu nhập thấp ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Người mua có thể cảm thấy không an toàn. Nhưng có lẽ chưa ai biết họ đang ăn rau nhặt từ các bãi rác. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ bán thực phẩm rau, củ, quả sạch. Nhưng giá cả của chúng khá cao. Với mức giá gấp đôi lên đến gấp 3 lần so với rau bán tại chợ, thì rau sạch kén người tiêu dùng là điều dễ hiểu.
Rau Trung Quốc qua Việt Nam rất là nhiều, mà họ qua chỉ qua lời họ nói thôi thì mình không thể khẳng định được là rau sạch hay không. Ngay cả mình nhìn bằng mắt thường mình cũng không thể nhận diện được. Thế nên là mình thường tìm tới các địa điểm bán rau sạch có uy tín, đặc biệt là các loại rau hữu cơ như cửa hàng, để mình mua và có thể khẳng định được rằng rau này là rau sạch, an tâm để sử dụng. Tới đây thì mình mua rau muống và rau ngót, và mua thêm một số rau củ quả khác như là bí đao hay là bí đỏ. Giá cả thì phù hợp với thu nhập của gia đình mình. Một số tiền khoảng 50.000 thì có thể đủ một bữa ăn cho gia đình. Tuy nhiên thì so với giá cả bên ngoài thì mắc hơn một chút. Theo tôi thấy là tùy vào cái thu nhập của người tiêu dùng, cũng như là cái ý thức về cái an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là những cái người mà người ta muốn đảm bảo cho sức khỏe, thì người ta sẽ quyết định chọn cái loại rau nào để mà người ta sử dụng. Thì nếu riêng về cửa hàng này á, thì tôi thấy rằng là các cái sản phẩm thì được kiểm soát cái quy trình sản xuất rất là chặt chẽ, và với cái chuẩn hữu cơ hay là việc ghép hay global ghép thì tất cả những cái sản phẩm đó đều mang lại cái sự an toàn và yên tâm cho khách hàng khi mà họ chọn cái sản phẩm ở cửa hàng này. Và tôi thấy thì khách hàng thì họ tùy vào cái mục đích sử dụng của họ mà họ chọn cái sản phẩm mà thôi. Tuy nhiên thì cái sản phẩm mà được trồng theo cái hướng hữu cơ hay là có cái chứng nhận hữu cơ thường là giá nó cao hơn những cái sản phẩm mà được trồng theo cái tiêu chuẩn Việt Gap hay Global Gap. Người dân vốn có tâm lý là rau rẻ, trong các siêu thị hay cửa hàng rau sạch, giá cả của nó khiến nhiều người phải cân nhắc. Có một sự khác biệt rõ ràng là rau chợ rẻ, dù không an toàn nhưng vẫn có nhiều người mua. Còn các cửa hàng rau sạch lại luôn trong cảnh điều hiu, vắng khách. Thì những cái rau lá mà già, úa thì nó hao hụt các chất dinh dưỡng rất là nhiều, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất. Còn nếu như xét về mặt an toàn thực phẩm thì những cái lá mà rau, cái lá rau mà bị dập thì nó làm phá vỡ đi cái lớp màng bảo vệ thực vật. Thì như vậy cái rau củ này nó rất là dễ xâm hại những cái tác nhân có hại từ bên ngoài, ví dụ như là vi khuẩn, là vi trùng, là vi nấm. Và khi mình ăn thì mình sẽ dễ có nguy cơ ngộ độc hơn. Tiếp theo là những cái lá rau già này đó, thường là những cái lá ở ngoài cùng. Cho nên nếu như cái loại rau này mà được phun thuốc trừ sâu hoặc là thuốc kích thích tăng trưởng mà không có đúng quy định trong cái vấn đề gặt hái thì những cái lá này là những cái lá có cái nguy cơ mà ảnh hưởng cái thuốc tồn lưu, những cái thuốc trừ sâu thực vật này nhiều nhất. Ví dụ khi mình mua bắp cải thì mình nên chọn mua cái loại nào nó chắc, nó còn tươi và nó còn những cái bao bên ngoài để chứng tỏ rằng là cái rau này nó không có bị dập nát từ bên ngoài. Những cái loại cũ, về mặt có loại cũ thì mình cũng nhận nhất là mình mua còn tươi. Dù như là mình mua những cái loại mà cà rốt nè, củ cải trắng thì mình muốn biết tươi hay không thì mình coi cái phần mà cái lá ở trên cái củ đó, ví dụ như cái lá nó còn, cái cuống nó còn xăm tươi thì chứng tỏ là cái củ nó còn tươi. Thứ hai là cái vỏ bên ngoài thì nó phải còn nguyên vẹn, nó không có được bầm dập, không có được tróc. Tại vì khi nó bầm dập, nó tróc thì cái vỏ chính là cái màn bảo vệ thực vật. Khi nó bầm dập như vậy thì nó sẽ dễ xâm hại những cái tác nhân từ bên ngoài vào. Để có sức khỏe dồi dào, cơ thể chúng ta cần nạp tối đa nguồn lượng dưỡng chất thực vật quý giá từ các loại rau củ quả. Tuy nhiên, tại Việt Nam, 80% người trưởng thành không đảm bảo được lượng rau củ tối thiểu trên một ngày. Việc áp dụng dinh dưỡng theo màu sắc càng hạn chế hơn do nhiều nguyên nhân tiết kiệm chi phí. Thói quen ăn uống giàu đạm, ít xơ hay công việc bận rộn, ít chăm sóc đến bữa ăn cá nhân. Do đó, để đảm bảo sức khỏe tối ưu, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên những người bận rộn cần ăn gấp đôi lượng rau củ quả hiện tại để có thể cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thực vật, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Bản thân rau củ quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên việc lựa chọn và chế biến lại quyết định nó có tốt cho sức khỏe hay không. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là hiện nay trên thị trường có một số cái chủng loại rau mà được trồng theo các cái phương pháp sau đây. Thứ nhất là người ta nói là trồng rau theo cái phương pháp hữu cơ. Thứ hai là theo cái chuẩn global gap. Thứ ba là việt gap.
và thứ tư là theo cái chuẩn là trồng theo phương pháp tự nhiên, gọi là phương pháp canh tác tự nhiên đó. Thì khi mà chúng ta ra các cái cửa hàng để mà chúng ta chọn các loại rau, thì làm cách nào để phân biệt được rau nào là rau hữu cơ và rau nào là rau việt ghép, global ghép, hoặc là rau canh tác theo cái hướng tự nhiên? Thì có lẽ là chúng ta chỉ có một số cách sau đây. Thứ nhất là chúng ta nên nhìn ở trên cái bao bì. Nếu là sản phẩm nó có bao bì thì người ta sẽ, nếu là sản phẩm hữu cơ thì người ta sẽ ghi là rau trồng theo phương pháp hữu cơ, hoặc là rau được chứng nhận hữu cơ. Hoặc là nếu như mà các bạn thấy ở trên cái bao bì nó ghi là rau trồng theo tiêu chuẩn việt ghép thì đó là rau tiêu chuẩn việt ghép, hoặc là rau trồng theo cái tiêu chuẩn global ghép thì đó là rau theo tiêu chuẩn global ghép. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải hỏi thêm cái chủ cửa hàng hoặc là chủ siêu thị hoặc là các cái nhân viên phụ trách thử xem là cái rau này nó có đúng là trồng theo cái chuẩn hữu cơ hay là phương pháp hữu cơ, hoặc là cái chuẩn việt ghép hay global ghép hay không. Ngoài ra thì các bạn còn có thể kiểm tra thông qua cái thông tin ở trên mạng, thông tin ở các cái trại sản xuất của cái đơn vị sản xuất mà cửa hàng đó kinh doanh. Rau củ quả là loại thực phẩm rất dễ mất đi các chất vitamin và dưỡng chất. Chính vì thế, các chị em nội trợ cần phải đặc biệt lưu ý. Khi mà chúng ta xử lý, tức là rửa đó, thì chúng ta phải rửa cho dưới một cái vòi nước và nước phải thật nhiều. Bởi vì trong cái rau nó có rất nhiều cái bụi bặm cát đóng vào trong đó. Thì khi mà chúng ta ngâm cái rau trong cái nước xả, rồi sau đó chúng ta vớt lên, chúng ta rửa lại lần nữa, thì luôn luôn chúng ta rửa lần đầu và lần thứ hai gần nhau và thật gần với cái lúc mà chúng ta hấp hoặc luộc. Đừng có rửa trước, thông thường chúng ta hay rửa trước để ráo. Thì trong cái thời gian mà chúng ta làm bầm dập nát, nó cũng mất đi rất nhiều. Thường thường chúng ta để trong cái tủ lạnh, tủ mát để giữ. Nhưng mà quan trọng nhất không phải là giữ được trong cái tủ mát, tủ lạnh. Có nhiều khi người ta giữ rất là tự nhiên ở bên ngoài môi trường, nhưng mà làm sao đừng có để cho nó bầm dập. Khi nó bầm dập như vậy đó thì nó sẽ sinh ra những cái thành phần trung gian mình không biết nó là cái gì. Rồi nhiều khi mình tiếc của, thấy nó hơi dập một chút mình cũng vẫn giữ. Ăn sống cũng hại, luộc chín lên cũng hại. Bởi vì khi nó bầm dập như vậy rồi thì các cái thành phần mà chúng ta mong đợi không có như ban đầu. Cho nên rau củ quả tốt nhất là ăn tươi. Trước thị trường thực phẩm bẩn khó kiểm soát như hiện nay, chúng ta phải thực sự tỉnh táo để là người tiêu dùng thông minh lựa chọn những thực phẩm an toàn, chất lượng cho chính bản thân và gia đình.